thời xưa, có một vị thần mang đến sự sống và bình yên cho thế gian và dạy cho con người cách thâm canh trồng trọt. Mang đến cho họ những bữa ăn ấm no đầy đủ. Nhưng bữa ăn no không kéo dài được lâu. Một làn khói đỏ mang dịch bệnh ập đến. Nạn đói xảy ra, dẫn con người đến sự chia rẽ, bệnh tật, thiếu thốn, tranh giành, trộm cắp. Liệu rằng sẽ có một phép màu nào có thể cứu được nhân loại? Tại một ngôi làng nọ, có một cậu thanh niên siêng năng. Cậu mang hy vọng vào một điều gì đó tươi sáng. Nhưng hãy đi thay đứa khởi nguyên, đêm đàn sẽ trả lời cho nhà nguyên. Mặc cho sự mơ hồ, hy vọng nhỏ nhoi này, cậu quyết định nắm giữ và rồi cậu lên đường. Người là ai? Ta là một tinh, là kẻ thành thế thế giới này. Yêu quái kia nên dịch bệnh, đừng hòng ta ra hạt gạo cho ngươi. Thế thì ta sẽ cho nhà ngươi được tội nguyện. Tỉnh dậy nào đứa trẻ, định mệnh của nhà ngươi vẫn đang đợi. Cậu được giọng nói bí ẩn cứu. Người bà nói với cậu một tin tấn công ngôi làng. Cậu buồn bã. Người bà bất chợt nhìn thấy cái chông chống tre và vô cùng ngạc nhiên. Bà kể. Nghe bà xong, cậu vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Và rồi, cậu quyết tâm thay đổi mọi thứ. Mộc Tinh, ra hạt gạo ra đây. Cái gì? Sao ngươi vẫn còn sống? Thế thì lần này, ta sẽ cho nhà ngươi đi rất nhanh. Làm sao ngươi có được thứ đấy? Hãy nghe bọn ta thương lượng. Chào ngài chiên đàn thần thụ. Ngươi là ai? Xin ngài hãy kiên nhẫn nghe tôi giải thích. Ngày xưa có một cây chiên đàn thần khổng lồ.
sinh ra để bảo vệ con người khỏi yêu ma quỷ quái. Nhưng rồi, có một cơn gió độc lớn thổi mạnh. Cây thần bị ngã đổ. Ai ai cũng nghĩ rằng cây thần đã chết. Nhưng cô bé này vẫn cảm nhận được sự sống trong cây thần. Cô bé cố gắng giải thích cho người dân, nhưng không ai tin. Dần dần, cây thần bị chìm và quên lãng. Nhưng cô bé đấy vẫn ngày ngày chờ đợi và hy vọng rằng cây thần sẽ sống lại. Không còn người bảo vệ, yêu quái tấn công con người. Và rồi, một tin thức tỉnh. Thì ra, người vẫn còn sống. Vâng, chúng tôi xin lỗi vì những lỗi lầm khi xưa. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến ngày. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Ngài có thể yên nghỉ được rồi.